chào tất cả các bạn, tôi tên là Đỗ Văn Triển, hôm nay tôi đang là giám đốc công ty Sự Tour tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em rất là vui khi được gặp tất cả các bạn và các anh chị em trong ngày hôm nay, được chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của mình dành cho tất cả các anh chị em. Vâng ạ, thì ngày hôm nay thì chưa muốn chia sẻ cho tất cả anh chị về một cái tour đi xin nằm du. Và giống như là chúng ta đang ở thành phố mình đi, chúng ta sẽ đi nằm du vào cái nào, chúng ta hãy đặt một cái giả sử, đặt một cái câu chuyện cho cái việc chúng ta đi nằm du. Và chúng ta đi nằm du, chúng ta phải đóng cái kinh phí hết bao nhiêu tiền, và đến nằm du chúng ta ăn cái gì, và đến nằm du chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì, và thời gian chúng ta lưu trú tại nằm du mấy ngày, và ở nằm du nó có những gì làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vời trong những ngày nghỉ của chúng ta. Vâng, sắp xếp một ngày nghỉ cho gia đình chúng ta cũng là một cả vấn đề đấy các chị ạ. Và nếu chúng ta không biết trước là đến đó chúng ta không biết gì hết, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều về rủi ro, đặc biệt những ngày lễ lớn, Tết 30 tháng 4, 1 tháng 5 hay Tết Dương lịch, hay đặc biệt là Tết âm lịch, ai cũng đi chơi hết, ai cũng đến nhiều nơi hết. Vậy thì làm sao chúng ta sẽ có những cái lưu ý trong cuộc sống, đặc biệt các lưu ý trong cái việc chúng ta đi nằm du. Thì ngày hôm nay cũng tư vấn một chút xíu về cái tour nằm du như thế này. Giống như chúng ta muốn đi dịp Tết âm lịch đi, thì hiện nay thì chúng ta phải đăng ký thật sớm. Đăng ký sớm thì sao? Bởi vì chúng ta phải có những cái ghế ngồi đầu tiên. Ghế ngồi đầu tiên ví dụ như là chúng ta muốn đi xin nằm, chúng ta nằm trên ghế đầu tiên. Chúng ta xin ghế, chúng ta sẽ ngồi trên những loại ghế đầu tiên. Ta ngồi trên ghế đầu tiên, ta thấy rằng nó gần tài xế hơn, và khi chúng ta lên xuống xe nó cũng gần gũi hơn. Và ta ngồi sau xe cũng được không sao, nhưng mà nó sẽ xa hơn, nó bất cập hơn cho gia đình chúng ta. Vâng ạ, thì nếu chúng ta đi từ Sài Gòn, chúng ta sẽ đi tới Rạch Giá, và thường năm chúng ta đi vào qua đêm, thì Rạch Giá nó khoảng 3-4 tiếng, xin lỗi là 8 tiếng. Và đến cái Rạch Giá thì chúng ta sẽ lên tàu, và sau đó chúng ta sẽ sang bến Nam Du với tàu chạy 2 tiếng rưỡi. Và đến Nam Du thì chúng ta sẽ nhận phòng, nghỉ ngơi, và chúng ta tham quan những cái gì ở tại Nam Du.